Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của VIETV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 12, quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối. Và ngay sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Khủng bố dùng hỏa tiễn bắn vào một trại binh tại Iraq khiến cho một người thiệt mạng. Uruguay bắt được cocaine trị giá lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. 5 người bị tấn công bằng dao tại nhà của giáo sĩ Do Thái ở New York. Một chiếc phi cơ rớt ngay sau khi cất cánh tại Louisiana khiến cho 5 người thiệt mạng. Chính thức tuyên 6 án tử hình trong vụ án mạng nữ sinh giao gà. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến thế giới cho biết, khủng bố đã dùng hỏa tiễn bắn vào một trại binh dùng chung cho Iraq và Hoa Kỳ tại Kirkus, Iraq, khiến cho một nhân viên nhà thầu của Hoa Kỳ đã tử vong. Cuộc tấn công xảy ra vào hôm thứ Sáu. Địch quân đã bắn đến 30 hỏa tiễn vào khu vực này trong cuộc tấn công kể trên. Một số binh sĩ Hoa Kỳ bị thương nhưng không có binh sĩ nào thiệt mạng. Đây được cho là lần tấn công thứ 11 nhắm vào binh sĩ Hoa Kỳ kể từ tháng 10 vừa qua. Các sĩ quan Hoa Kỳ cho biết Iran đã đứng đằng sau các cuộc tấn công này, chứ không phải phiến quân Hồi giáo ISIS. Theo các nhân vật này, thì đã từ lâu quân ISIS đã không thể nào có được những vũ khí tinh nhuệ như vậy để tấn công tại Iraq. Hiện nay có khoảng 5.000 quân Hoa Kỳ đang đồn trú tại quốc gia này. Vào hồi giữa tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên án Iran cho rằng họ là thủ phạm đã hai lần dùng hỏa tiễn bắn vào phi trường quốc tế của Baghdad vào hôm 9 và vào hôm 11 tháng 12. Ông Pompeo đã đe dọa Iran là Hoa Kỳ sẽ tấn công quốc gia này để trả đũa nếu như binh sĩ Hoa Kỳ bị thương trong các cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, Uruguay đã bắt được một chuyến hàng cocaine trị giá lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Vụ bắt giữ này được cho là một vụ bắt giữ lớn nhất từ trước cho đến nay trong lịch sử bài trừ ma túy tại Uruguay. Hải quân và quan thuế Uruguay đã tịch thu 4 tấn cocaine tại một hải cảng ở vùng thủ đô Montevideo với trị giá trên thị trường ma túy lên đến 1,3 tỷ Mỹ Kim. Đây là số lượng cocaine nguyên gốc chưa pha chế. 4.4 tấn đã bị bắt ngay hải cảng. 1,5 tấn khác đã bị bắt tại một trang trại trong thành phố. Bột cocaine được để trong 4 thùng chứa nông sản, bên ngoài ghi nhãn là bột đậu nành. Nhân viên an ninh đã tình nghi ngay sau khi nhìn qua hình rọi quang tuyến. Cơ quan chịu trách nhiệm chuyên chở là một hãng chuyên về xuất nhập cảng đậu nành. Điều tra cho biết thêm, ma túy đã được giấu trong các thùng này tại Nueva Palmira, gần biên thùy Uruguay và Argentina. Lượng cocaine được dự trù, chở đến Togo của Tây Phi Châu. Được biết Uruguay thường được xem là trạm trung chuyển giữa Âu Châu và Phi Châu. Lại xảy ra động đất ở Iran vào sáng sớm thứ Sáu 27 tháng 12. Thưa quý vị, lần động đất này đã xảy ra tại vùng có cơ sở nguyên tử đầu tiên của Iran, đó là thành phố Bershad. Trận động đất được cho là đã xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ở phía đông nam thành phố Borajans của tỉnh Bushad. Trận động đất có cường độ 5.1 độ Richter và tâm chấn ở độ sâu là 23.7 miles. Lò nguyên tử Bushehr nằm sát ở bờ biển Iran, không xa tâm chấn động. Lò nguyên tử này được khánh thành vào hồi tháng 8 năm 2010, là một lò nguyên tử đầu tiên của Iran và cũng là lò nguyên tử dân sự đầu tiên của vùng Trung Đông. Vẫn chưa có thông tin gì có liên quan đến tổn hại gây ra bởi trận động đất nói trên. Bản tin tiếp theo cho biết Úc Quốc có thể hủy bỏ lễ bắn pháo bông đêm giao thừa tại New South Wales vì hỏa hoạn đe dọa nếu thời tiết xấu. Trước đó, thì thị trưởng của thành phố Sydney cho biết chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa sẽ được tiến hành như dự liệu. Đây là chương trình nổi tiếng từ trước cho đến nay đã được người dân khắp thế giới theo dõi. Bắn pháo hoa đón giao thừa tại Sydney sẽ tốn phí lên đến 6.5 triệu đô la, nhưng lại là một nguy cơ hỏa hoạn bởi vì thời tiết quá nóng hiện nay tại New South Wales. Cộng với đó là nhiệt độ tại Sydney vào ngày đầu năm theo dự báo thời tiết có thể lên đến 35 độ C.
và các vùng xa hơn thì có thể lên đến 45 độ C. Các giới chức có thẩm quyền đã họp với Sở Cứu hỏa và Cảnh sát cùng với Hội đồng thành phố Sydney để bàn bạc công việc kể trên. Ngoài một số đông dân cư trong nước và trên thế giới theo dõi trên truyền hình, thì 1 triệu người khác được cho là sẽ đến Sydney để chứng kiến tận mắt quang cảnh này. Hủy bỏ việc bắn pháo hoa sẽ là một nguy hại đối với kinh tế du lịch của vùng Sydney. Chuyển sang bản tin có liên quan đến châu Á cho biết, Liên Hiệp Quốc đã buộc tội chính quyền Myanmar tàn sát chủng tộc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết chấp thuận một nghị quyết lên án Myanmar đã vi phạm nhân quyền khi đối xử tàn bạo với người thiểu số Hồi giáo Rohingya và các chủng tộc khác tại Myanmar. Nghị quyết kêu gọi quốc gia này phải sớm chấm dứt các hành động thù ghét để chống lại người Rohingya và các tôn giáo thiểu số khác. Được biết, hàng ngàn người Rohingya đã bị giết chết và hơn 700.000 người Rohingya khác đã trốn qua Bangladesh trong cuộc tàn sát vào năm 2017. Quốc gia này cho rằng họ làm như vậy chỉ để giải quyết một mối đe dọa trong nội bộ mà thôi. Được biết, vào đầu tháng 12, lãnh đạo của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã bác bỏ các lời buộc tội diệt chủng trước tòa án quốc tế. Nghị quyết được thông qua với 134 phiếu thuận, 9 phiếu chống, 28 phiếu trắng trong số 193 hội viên. Bản tin tiếp theo cho hay một chiếc tàu bắt hàng chứa xác người khô héo đã trôi dạt vào bờ biển của Nhật Bản. Một chiếc thuyền gỗ có lẽ đã từ bắt hàng trôi dạt vào đảo Sado của Nhật Bản. Trên thuyền có 5 xác chết, được cho là đã có từ lâu, cùng với đó là 2 chiếc đầu người. Vào chiều thứ 6 tuần này, nhiều người đã nhìn thấy chiếc thuyền nói trên trôi dạt vào trong phần bờ biển của họ. Bên ngoài thuyền có chữ viết và số hiệu của Nam Hàn. Tuy được phát giác từ ngày thứ 6, nhưng mãi đến thứ 7, nhân viên an ninh mới lên tàu khám xét vì thời tiết quá xấu. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của các vụ tử vong và các xác này thuộc về quốc gia nào. Ông Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Hàn, khoa trương sẽ bắn hỏa tiễn để làm quà mừng cho Tổng thống Hoa Kỳ nhân ngày lễ Giáng sinh và năm mới. Tuy vậy, tình hình vẫn yên tĩnh tại nơi đây. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình VIETV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.